Cảm ơn quý vị vẫn đang ở lại với chương trình tin tức buổi tối của Đài SCT. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, tin nhận được từ Khánh Hòa cho biết blogger mẹ nấm đã bị Tòa án Cộng sản Việt Nam tuyên án 10 năm tù giam. Tòa án tỉnh Khánh Hòa hôm thứ Năm tuyên án 10 năm tù giam đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm, một người tranh đấu nhân quyền đòi cải cách xã hội Việt Nam. Luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong ba luật sư có mặt tại phiên tòa nhận định bản án là quá nặng. Một luật sư khác là ông Võ An Đôn cho biết tại tòa, các luật sư bào chữa đều chứng minh bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có tội và bà sẽ kháng cáo. Luật sư Đôn nói với BBC hôm thứ Năm rằng trong những vụ án có liên quan đến an ninh quốc gia thì luật sư có cũng như không, chỉ nói mà chẳng ai nghe hết. Vì luật sư thứ ba đại diện cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên tòa là ông Lê Văn Luân có bài tường thuật trên trang Facebook cá nhân rằng luật sư Luân đưa ra hơn 6 luận điểm để phản bác các kháng các cáo buộc và kết luận điều tra cũng như giám định của các cơ quan tố tụng Cộng sản Việt Nam. Luật sư Luân đặc biệt nêu nghi vấn với cái gọi là bản giám định tư tưởng mà không có tòa án nào trên thế giới yêu cầu thực hiện. Nhưng ngay sau phần trình bày của luật sư Luân, đại diện viện kiểm sát đứng ra tuyên bố không tranh luận với bất cứ vấn đề gì liên quan đến các bản giám định và điều tra. Trong lời cuối nói trước tòa, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm ơn mẹ và các con của bà, cảm ơn các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho bà và xác định bà không hối hận vì các hoạt động tranh đấu của mình, bà nói, một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Bà mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh tiếp, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn vẫn liên quan tới Việt Nam thì hơn 4.000 giáo dân tại hạt Kỳ Anh tuần hành trước cổng công ty Formosa. Hơn 4.000 giáo dân thuộc giáo hạt Kỳ Anh thuộc giáo phận Vinh vào hôm thứ năm đã tuần hành về giáo xứ Đông Yên nhằm kêu gọi người dân bảo vệ môi trường, bảo vệ các nạn nhân thảm họa Formosa, đồng thời tổ chức lễ kính thánh Vero và thánh Phao-lô. Từ năm giờ chiều, hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Kỳ Anh bao gồm Đông Yên. Đông Sơn, Mỹ Dụ, Vũ Lộc và Quý Hòa đã tuần hành trong khi dương cao cờ hội thánh công giáo cùng các biểu ngữ với nội dung như yêu cầu chính phủ khởi tố Formosa và đồng bọn, Formosa get out of Vietnam, yêu cầu nhà cầm quyền tống cổ Formosa và blogger mẹ nấm vô tội. Thưa quý vị, họ hô vang khẩu hiệu Formosa cút khỏi Việt Nam và tuần hành qua khu vực cổng chính nhà máy thép Formosa ở thị xã Kỳ Anh để tiến về giáo sứ Đông Yên ở xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh. Nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và xe chuyên dụng đến theo dõi và kiểm soát tình hình. Đến khoảng 6 giờ chiều, linh mục đoàn giáo hạt Kỳ Anh và hơn 4.000 người dân cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cũng như cho các nạn nhân chịu thảm họa môi trường ngay tại quảng trường Thánh Pero thuộc giáo xứ Đông Yên. Và bên cạnh đó thì kính thưa quý vị, tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa đã lâm nguy do bệnh tật trong tù khi nhận được từ Nghệ An. Gia đình tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa nhận được thư tay do chính ông gửi ra nói rõ về tình trạng bệnh tật trong nhà tù Cộng sản. Bức thư tay đề ngày 16 tháng 6 năm 2017 gửi ra từ trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam cho gia đình biết ông Hòa đang bị các bệnh như là trĩ, đau dạ dày và đường ruột hoành hành. Vào mùa hè, bệnh tình trở nặng và ông cũng ăn uống kém do bị bệnh. Ông Hồ Văn Lực, em trai ông Hòa cho phóng viên SCTVN biết, tình trạng bệnh tật của ông Hòa có từ lâu nhưng vẫn không thuyên giảm. Vì ông đang ở trong tù nên gia đình cũng không biết tình trạng sức khỏe của ông ra sao. Trong những lần thăm gặp, ông Hòa cho biết phòng y tế trại uh, trại dạ, trại giam chỉ khám những bệnh thông thường và cho hai ba viên thuốc rẻ tiền nên tình trạng bệnh của ông không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Ông Hồ Đức Hòa bị nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An truy tố và bắt giam từ đầu tháng 8 năm 2011 trong vụ án 14 thanh niên công giáo với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền. Theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự của Chế độ Cộng sản, ông bị tòa án ở tỉnh Nghệ An kết án 13 năm tù giam, 5 năm quản chế. Thưa quý vị, một họa sĩ tại Việt Nam từng vẽ bức tranh mang tên Biển Chết đã bị kỷ luật, còn bức tranh thì bị thu giữ làm tan vật. Một họa sĩ 64 tuổi ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam vừa bị đối xử như một tội phạm và bức tranh của ông với tựa đề là Biển Chết đã bị nhà cầm quyền thu giữ để làm tan vật. Đáng chú ý, bức tranh của họa sĩ Nguyễn Nhân Mới đây đã thắng giải ba tại cuộc thi sáng tác mỹ thuật tỉnh Trà Vinh và được Hội đồng nghệ thuật của Hội mỹ thuật Việt Nam chọn đưa đi trưng bày tại cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực 8 Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2016 tại tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin từ trang Facebook Minh Quân Hồ, thì họa sĩ Nguyễn Nhân nhận được quyết định kỷ luật từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ký ngày 1 tây tháng 6. Theo đó, họa sĩ Nguyễn Nhân bị kỷ luật bằng hình thức quả cảnh cáo với thời gian thử thách là một năm. Trong thời gian gọi là thử thách này, họa sĩ Nguyễn Nhân không được tham gia bất cứ một cuộc thi mỹ thuật nào. Nhà cầm quyền tỉnh cho biết họ sẽ thu giữ bức tranh biển chết để làm tan vật, nhưng không nói đây là tan vật cho vụ án gì. Cũng theo tờ giấy quyết định kỷ luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, thì cái gọi là Ban Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh tuyên bố hủy bỏ kết quả và thu hồi giải ba của cuộc thi sáng tác mỹ thuật của tỉnh này đối với bức tranh mang tên Biển Chết, với các biện pháp chế tài bao gồm thu hồi giấy chứng nhận và tiền giải thưởng. Được biết, họa sĩ Nguyễn Nhân ở trong hội mỹ thuật do nhà cầm quyền kiểm soát. Đây là thí dụ mới nhất cho thấy cách quản thúc nghệ sĩ của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Bức tranh thật tuyệt vời phải không quý vị? và tin tiếp theo nói về bộ văn hóa cộng sản việt nam yêu cầu báo cáo tình trạng núi đá vịnh hạ long bị phá hủy tin từ hà nội kính thưa quý vị cục di sản văn hóa thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch cộng sản việt nam vừa có văn bản gửi cho sở văn hóa của tỉnh quảng ninh về nghi án quân đội phá núi khai thác đá xâm phạm di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long Báo chí trong nước mới đây tường thuật một số núi đá vôi bị khai thác trái phép tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả để lấy đá làm vật liệu xây dựng. Công văn của Cục Di sản Văn hóa mang chữ ký của ông Nguyễn Thế Hùng xác định, điều này ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường vịnh Hạ Long. Vì vậy, Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh chỉ thị cho các cơ quan hữu trách kiểm tra và sớm có báo cáo về Bộ Văn hóa trước ngày 30 tháng 6. Trước đó vào hôm 21 tháng 6, blogger Điếu Cày và Câu lạc bộ Nhà báo Tự do công bố trên YouTube một đoạn video do một số nhà hoạt động môi trường thu được bằng camera gắn trên máy bay không người lái cho thấy hiện trạng núi đá Vịnh Hạ Long bị tàn phá. Các báo tuổi trẻ và Tiền Phong sau đó khám phá ra việc khai thác đá là do quân đội Cộng sản Việt Nam thực hiện. Hôm 27 tháng 6, Đại tá Đỗ Văn Hùng, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 170, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Cộng sản Việt Nam, thú nhận đơn vị này đang có hoạt động khai thác đá tại một số núi ở vùng đệm vịnh Hạ Long. Viên đại tá này cho biết hoạt động phá núi ở vịnh Hạ Long như là nhiệm vụ chính trị quốc phòng đã chấp dứt sau khi chính quyền địa phương có ý kiến hiện không rõ việc khai thác đá của hải quân cộng sản việt nam tại vịnh hạ long diễn ra từ khi nào nhưng những hình ảnh flycam mới đây cho thấy ba quả núi bị đột phá gần hết và khe núi bị xẻ thành con đường thông ra đến mép vịnh